Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong Liên Bộ Công an hàng năm thì không phải là việc làm mới. Tuy nhiên thì chỉ cần một chút lơ là, mất cảnh giác thì cũng xảy ra các vụ cháy rừng, bởi nguy cơ xảy ra cháy rừng thì luôn luôn tiềm ẩn. Vậy thì trong Liên Bộ Công an 2023-2024 này, công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh thì cần phải được thực hiện ra sao? Vai trò của lực lượng kiểm lâm, của cấp ủy chính quyền địa phương và của chính người dân và những chủ rừng thì cần được thể hiện như thế nào? Thì để làm rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo chi cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên để làm rõ hơn về vấn đề này. Và trước tiên thì xin được cảm ơn ông Hà Lương Hồng, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã tham gia cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào phóng viên cùng toàn thể quý vị. Vâng, quay trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thưa ông Hà Lương Hồng, ông có thể cho biết được thực trạng diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh vào thời điểm này? Thời điểm hiện nay thì chúng ta có 415.000 hecta đất có rừng, trong đó trên 409.000 hecta là rừng tự nhiên và trên 6.300 hecta là rừng trồng. Hiện nay độ che phủ toàn tỉnh chúng ta đạt là 43,53%, cũng là một địa phương có độ che phủ tương đối cao trong cả nước. Vâng, thưa ông ạ, trong cái liên vụ của anh 2022-2023 vừa qua thì công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã được triển khai thực hiện ra sao thưa ông? Chúng tôi luôn xác định cái nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy đây là nhiệm vụ hàng đầu. Chúng ta làm tốt công tác phòng là chính, căn cứ vào cái biểu đồ khí hậu thời tiết, diễn biến thời tiết trên hệ thống dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia để làm sao giảm thiểu tới mức thấp nhất những cái thiệt hại do cháy rừng xảy ra. Do vậy công tác tham mưu và chỉ đạo là kịp thời và sớm, cho nên là công tác phòng chống chữa cháy rừng nó được thể hiện tương đối là tốt trong năm nay. Vâng, thưa ông có thể cho biết là trong liên vụ của anh 2023-2024 sắp tới thì tỉnh Điện Biên phải đối mặt với những nguy cơ xảy ra cháy rừng nào thưa ông? Chúng ta có cái diễn biến khí hậu thời tiết ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mà đúng như dự báo thì chúng tôi thấy rằng là trong hàng chục năm trở lại đây thì chưa bao giờ là khắc nghiệt hơn như thế. Tình trạng gió nào anh em chúng tôi đã phải căng mình trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5 để tham mưu trực tiếp đi cơ sở để chỉ đạo. Thứ hai nữa là về nguyên nhân con người thì báo cáo ông chí là trong những năm qua thì tình hình dịch bệnh Covid, cho nên là cũng khá nhiều người dân địa phương của chúng ta không đi lao động ở bên ngoài được, cho nên cái áp lực lên về cuộc sống mưu sinh thì nó cũng diễn ra. Do vậy là bà con cũng phải nên làm nương. Chính vì vậy mà trong quá trình xử lý thực bì rồi đốt dọn, vì cái tỷ lệ làm nương nó cao hơn, kết hợp với điều kiện khô nóng của thời tiết thì cái tình trạng cháy và rừng cũng dễ xảy ra hơn. Thế và đặc biệt như là trong 3 năm chúng tôi giữ được cái tình trạng không để xảy ra cháy rừng thì đến năm nay thực sự với các cái điều kiện đó thì trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra tới 7 vụ cháy rừng. Qua kiểm tra đánh giá thực tế thì ông có thể cho biết rằng là những cái địa phương nào thì nguy cơ xảy ra cháy rừng đang là lớn nhất thưa ông? Thì chúng tôi đã tham mưu xây dựng được cái bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng. Thì cái bản đồ này là thể hiện rõ là các cái vùng nguy cơ theo kiểu cực kỳ nguy hiểm. Thì qua đó chúng tôi nhận định được thì hiện nay có 4 cái địa bàn trọng điểm, đó là Điện Biên Đông, Điện Biên, Nậm Pồ và Mường Nhé. Đây là 4 vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra cháy rừng trên cơ sở hai yếu tố tự nhiên và con người. Vậy chỉ là một nguồn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không thể lơ là chủ quan mất cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng trong liên vụ khô hạn. Vậy thì các cái địa phương như ông Hà Lương Hồng vừa chia sẻ là những vùng có nguy cơ cao đang thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong liên vụ sắp tới ra sao? Thì sau đây xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến một phóng sự ngắn về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đối với lại các cái diện tích rừng đang được giao quản lý trong liên vụ khô hạn 2023-2024 này. Huyện Điện Biên Đông có hơn 31.600 ha đất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng mới chỉ đạt khoảng 30%. Quyết tâm giữ vững diện tích rừng hiện có, các phương án phòng cháy, chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng mùa hanh khô được Hạt Kiểm Lâm huyện triển khai nghiêm túc ngay từ cơ sở. Ở trên cao thì khi xảy ra cháy rừng thì rất là khó khăn trong việc huy động nhân lực lấy cái nguồn nước để dập lửa ấy. Nên là trong các tổ thì tôi cũng đôn đốc các tổ là thường xuyên tuần tra rừng, xác định được điểm cháy sớm. Không chỉ có huyện Điện Biên Đông, các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và Tùa Chùa cũng được xác định là những địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, các địa phương này xác định lực lượng kiểm lâm địa bàn luôn phải giữ vai trò nòng cốt.
đơn vị cũng đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm ở cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời là triển khai các cái nhiệm vụ trách nhiệm của công chức kiểm lâm theo quy định của pháp luật. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa hanh không phải là việc làm mới, nhưng nếu lơ là, chủ quan, mất cảnh giác thì cháy rừng có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào. Nên nhiệm vụ này cần phải thực hiện nghiêm túc, phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân. Vâng, trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta. Vâng, thưa ông, trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong liên khu khô hanh thì phòng vẫn là cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Vậy thì trước cục diện của những diễn biến phức tạp như ông vừa trao đổi thì đơn vị đã có những kế hoạch cụ thể nào để triển khai thực hiện trong cái liên khu khô hanh này? Bởi vì hiện nay chúng ta chưa kết thúc được cái chương trình của hiện tượng El Nino, do vậy chúng tôi cũng xác định cái liên vụ mùa khô 2023 và 2024 tương vẫn còn là cái tính phức tạp. Về công tác chuyên môn thì chúng tôi hiện nay đã tổ chức, trong cái thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho các cái hạt kiểm lâm các cái nghiệp vụ về công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và đặc biệt công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện nay thì chúng tôi đã giao cho đội kiểm lâm cơ động để xây dựng cái tài liệu về công tác phòng cháy chữa cháy rừng để tuyên truyền phổ biến trước hết là trong lực lượng, thứ hai là chuyển lại toàn bộ nội dung đó cho cấp ủy chính quyền địa phương, cấp huyện, cấp xã và đặc biệt đối với cấp thôn bản để tăng cường cái sự nhận thức hiểu biết trong công tác phòng cháy chữa cháy. Nhưng ngoài ra thì hiện nay thì trên địa bàn tỉnh cũng đã được trang cấp những các cái công cụ dụng cụ phòng cháy chữa cháy và đặc biệt dự án phòng cháy chữa cháy vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cấp cho các hạt kiểm cấp huyện, thì chúng tôi đã tập huấn cho anh em cái công tác là sử dụng, quản lý sử dụng, đồng thời là kịp thời là sửa chữa bảo dưỡng các trang thiết bị đón đầu cái vụ khô ngay trong cái tháng 9 và tháng 10 này. Sau này trong quá trình của thời tiết ấy, thì cái công tác xử lý các cái tình huống sẽ được thuận lợi và tốt hơn, kịp thời phát hiện những cái lỗ hổng hay là những cái còn tồn tại bất cập thì chúng ta sớm tham mưu xử lý theo cái chức năng cũng như là từng cấp để chúng ta có những cái mà phòng ngừa cũng như ngăn chặn được hiệu quả hơn. Vâng, rõ ràng như ông vừa trao đổi thì có thể thấy rằng là cái vai trò của người dân thì rất là lớn trong cái công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng nói chung, và kết quả đạt được đó chính là cái diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng xảy ra thì trong liên vụ khoanh vừa qua thì đã được giảm thiểu. Vậy thì để tiếp tục nâng cao vai trò người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thì chi cục đã có những cái giải pháp cụ thể nào thưa ông? Cái đầu tiên thì chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền, vì người dân có nhận thức được thì mới tham gia phối hợp được và mới tổ chức thực hiện được để tránh trường hợp vi phạm. Tập huấn nghiệp vụ là chúng tôi sẽ giao lại cho anh em kiểm lâm cấp hạt và kiểm lâm địa bàn sẽ tập huấn cho đến các tổ đội quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cấp thôn bản để các đồng chí đó nắm được các cái nội dung cũng như cách thức, phương pháp sử dụng các cái công cụ thiết bị mà đã được trang cấp cũng như cách phòng ngừa ngăn chặn, đặc biệt là trong cái hướng dẫn người dân phát dọn thực bì và đốt nương làm sao nó đảm bảo đúng quy trình tránh cái trường hợp là cháy lan. Thì có làm được như vậy thì mới hạn chế được cái tình huống là cháy rừng xảy ra và chúng ta không có khả năng ứng phó cũng như ứng cứu. Vâng, rõ ràng là cái việc chủ động đấy thì đã góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy rừng và khả năng nâng cao ý thức của cộng đồng, đúng không? Vậy thì qua thực tế thì ông có thể chia sẻ những cái mô hình nào hay, những cách nào là phù hợp với từng địa phương mà cần phải được nhân rộng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng trong nhiệm vụ khoanh sắp tới, thưa ông? Nhiều cấp ủy địa phương và đặc biệt là các cộng đồng thôn bản ấy đã nhận thức rất là sâu sắc cái vấn đề về quản lý bảo vệ rừng. Trước hết là tạo cái môi trường sinh thái, tạo cái môi trường cảnh quan tốt, rồi là điều hòa khí hậu cũng như là bảo vệ nguồn đất nguồn nước. Cho nên rất nhiều cái cộng đồng thôn bản đã tổ chức tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Tôi ví dụ như là ở huyện Điện Biên cũng có một vài cộng đồng thôn bản ở xã Na Ư hay là ở xã Bát Thơm. Thế rồi là khu vực Mường Nhé, mặc dù là những cái điểm nóng, thế nhưng mà cũng có rất nhiều cái cộng đồng thôn bản đã làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Chính vì vậy thì công chí biết là có tới hiện nay chúng tôi có trên 10 xã có cái tỷ lệ che phủ rừng tới trên 60%, mà có những diện tích nhiều xã trong số này là trên 10.000 ha rừng. Thì ví dụ như khu vực Trà Nưa cũng là một trong những cái điển hình mà chúng tôi thấy từ khu vực bản Là Ý, Là Sự, Là Khoa, thì công chí đi thấy là cái người dân bảo vệ rừng rất tốt. Ngoài ra thì họ dựa vào rừng để tổ chức những cái hoạt động du lịch cộng đồng. Tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp cũng như cháy rừng
ở những khu vực này thì không xảy ra. Cộng đồng bản Pha Hún, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng được giao quản lý bảo vệ gần 80 hectare rừng. Rừng được coi là tài sản chung nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng cũng được đưa vào quy ước, hương ước để tổ chức thực hiện. Đến mùa khô hanh này cũng tuyên truyền cho bà con để làm ban cản lửa, không để cháy lan vào rừng này. Trong bản chúng tôi cũng xây dựng một tổ bảo vệ rừng, kiểm tra rừng đi hàng ngày để theo dõi các bà con này, tuyên truyền cho bà con này đốt nương để đúng quy định và đúng cái thời gian ủy ban xã cho phép. Những năm qua, tiến độ giao đất, giao rừng được tỉnh Điện Biên quyết liệt thực hiện. Đối với những diện tích rừng có chủ, người dân đã được trả công xứng đáng cho việc giữ rừng. Nên công tác phòng cháy, chữa cháy rừng không chỉ được thực hiện trong mùa khô hanh mà được duy trì thực hiện quanh năm. Đi kiểm tra rừng, mùa khô cứ mỗi một ngày, một tủ, mỗi tủ là cứ phanh công này là cuối năm cuối tháng. Khi đi tuần tra rừng thì có, nếu mà phát hiện, ví dụ là có đốt tưởi phá rừng này hay là có cháy rừng này sẽ vận động luôn người đi chiếu cháy. Người dân, cộng đồng dân cư sinh sống liền kề với những cánh rừng, họ chính là tai, là mắt, là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, của lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Khi vai trò của người dân được phát huy, nguy cơ xảy ra cháy rừng chắc chắn sẽ giảm. Vâng, thưa ông, trong cái liên vụ quanh 2023-2024 này thì cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì còn những khó khăn vướng mắc nào cần khắc phục kịp thời để mà tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được đề ra? Có những tình huống thì ngoài mong muốn, ví dụ những người ở địa phương khác hay trong quá trình đi rừng người ta mang lửa vào rừng hay là người ta đi các cái hoạt động săn bắn bẫy bắt, các cái hoạt động đặc biệt là hoạt động đốt lửa để lấy mật ong rừng, nó thường xuyên diễn ra và nó diễn ra đúng vào thời điểm cao điểm dễ xảy ra cháy rừng nhất thì cũng phải kịp thời ngăn chặn nó, và đặc biệt là uốn nắn người dân, cộng đồng thôn bản trong công tác chấp hành đầy đủ nghiêm túc, chứ không được phép chủ quan lơ là hay là sơ ý hay là cố tình. Có làm được như vậy thì mới giảm thiểu được cái tình trạng là cháy rừng cũng như nguy cơ cháy rừng và cái mức độ thiệt hại cháy rừng. Bởi vì khi chúng ta cháy vào những khu rừng già, những cái điều kiện của các rừng che nứa thì thực sự có báo chí là cái hậu quả để lại rất là lớn. Không thể phủ nhận được cái vai trò nòng cốt của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh trong công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung, phòng cháy chữa cháy rừng nói riêng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì vẫn còn những cá nhân, cán bộ kiểm lâm còn lơ là trong cái công việc của mình, thậm chí là còn tiếp tay cho việc xâm hại rừng. Vậy thì trong thời gian tới thì chi cục kiểm lâm tỉnh có cái giải pháp cụ thể nào để mà khắc phục, để mà giải quyết, để mà làm tốt hơn được ra và ngăn chặn những hành vi? Chúng tôi vẫn xác định con người là vấn đề then chốt. Thế thì để làm tốt được công tác gạn đục khơi trong thì chúng tôi trước hết này, chúng tôi tiếp tục trong công tác là giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng về mặt kiến thức chuyên môn để nâng cao cái năng lực của anh em trong công tác tham mưu chỉ đạo báo cáo địa bàn. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi còn phải tăng cường thêm công tác kiểm tra giám sát. Thì hiện nay chúng tôi hàng năm chúng tôi đều xây dựng cái kế hoạch để tổ chức kiểm tra công vụ, kiểm tra về tổ chức tuân thủ pháp luật, để kiểm tra các hoạt động về cải cách hành chính cũng như các hoạt động khác liên quan phòng chống tham nhũng, tất cả để làm sao sớm phát hiện các cái công chức mà chưa thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao của mình để kịp thời uốn nắn nhắc nhở. Đối với những trường hợp vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật thì phải tổ chức thực hiện xử lý nghiêm minh, thậm chí có thể đưa ra khỏi ngành để làm sao xây dựng kiện lực lượng kiểm lâm ngày càng chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt được yêu cầu mà Đảng, Nhà nước cũng như là nhân dân giao cho trong công tác tham mưu về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cũng như xử lý vi phạm trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Xin cảm ơn. Và trước khi kết thúc chuyên mục ngày hôm nay thì một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Hoàng Đức Hồng, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã tham gia cuộc trao đổi lần này. Vâng, cảm ơn phóng viên, cảm ơn quý vị rất là rộng. Và chuyên mục phỏng vấn chuyên đề tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.